Hello, xin chào tất cả mọi người nhé. Thì clip này em cho bác con iRobot nhé, E5 này. Thì con này em test chạy ok hết rồi các bác nhé. Đấy. Test chạy ok hết rồi các bác nhìn mặt mũi này, còn khá là đẹp nhé, mặt mũi này. Rất là đẹp nhé. Đây, đợi tí. Đây, ta xay sách ok nhé. Hàng này em chưa vệ sinh đâu. Về là em test luôn cho các bác xem cho nóng nhé. Đấy. Đây, chân quay nhé, tay quay đây. Đây nhé, con này là USA là Mỹ này. Đấy, nhưng mà xuất tại Trung Quốc không nhé. Nhưng mà hàng này là hàng cho Mỹ nhé. Đấy, bác yên tâm về chất lượng này. Đây cái con này còn bấn nguyên này, chưa vệ sinh nhé, hàng em chưa vệ sinh đâu các bác. Thì với vệ sinh này đơn giản thôi, tháo ra là rau chùi rửa điếc thoải mái nhé. Đấy, để tháo đơn giản mà, tháo này ra thì mỗi cái màu xanh này thôi, tháo ra nhất cái này ra là tháo là được không nhé. Đấy, bánh xe của nó khá ok nhé, dày dặn đẹp đẽ này, được chưa. Đấy, trần sạc của nó có những cái tiếp xúc của nó khá mới nhé. Đấy, để em cho các bác xem cái khay rác đây, còn khay rác đâu nhé. Đấy, khay rác. Đây, nhất là cái là ra luôn luôn này, khay rác đấy. Ok chưa các bác? Đấy, hàng chưa vệ sinh. Rác vào. Các bác nhá, con này thì nó cả có liền này. Con này thì có này, con này thì nó cả gọi là kết nối điện thoại các bác nhá. Đấy, kết nối điện thoại, kết nối phần mềm của đấy. Đấy, chạy. Ok chưa các bác? Đấy. Anh ơi, cái tường áo rồi. Đấy. Nào. Bao chạy ok cho bác luôn. Con này thì em bao chạy ok cho bác nhé. Nhưng mà thực sự bác là em thôi nhé. Em sẽ không bao pin nữa các bác ạ. Đây cái pin nó vẫn hiển thị này. Đây, hiển thị nhé. Đấy, bao nhiêu phần hiển thị đầy nhé. Nhưng em sẽ không bao pin với bác đâu. Là bán này thì bán, thì bán em bán bao chạy thôi. Không bao pin các bác nhé. Đấy. Đây này, hiện nó về dốc sạc này. Đâu anh ơi? Đâu hả? Đâu? Đây, đây nhá. Thì là robot nhá, thì em bán kèm theo con này. Đây, tặng bác thêm một cái kèm theo lên một cái, nó có một con tường áo nhá, con này có tường áo nữa. Đây các bác thì đặt muốn nó không vào vị trí nào thì các bác cứ đặt lên đây, xem cái mũi tên này. Là nó gặp đấy, nó quay đầu nhé. Ví dụ các bác không muốn vào cái chỗ này, cái đoạn này chẳng hạn, cái đoạn này là cái chỗ tường của bác cấm nó không vào hạn, thì nó đi qua đây, nó nhìn thấy cái tường áo nó quay đầu ấy nhé. Đấy, đang báo sạc pin nhá. Đấy, thì bác nào lấy cái này em để bác giá là 3 triệu nhé bác nhé, 3 triệu. Để bác là chốt hàng bác liên hệ em nhé, 0983 329 75 giúp em nhé. Cảm ơn bác rất là nhiều, em chào các bác.